Dương Mịch, Đông Lệ Á và lời nguyền đổ vỡ hôn nhân ở cung tỏa Tâm Ngọc. Vu Chính vẫn luôn được ví von là biên kịch vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công của Mỹ Nhân Tâm Kế, Vu Chính tiếp tục đầu tư quay cung tỏa Tâm Ngọc và mang về thành công ngoài mong đợi. Ngoài rating cao ngất ngưỡng, dàn diễn viên trong phim như Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Đồng Lệ Á đều vụt sáng sau thành công của bộ phim này. Tuy từng là bom tấn cổ trang làm mưa làm gió mạng xã hội một thời gian, ấy thế mà sau 10 năm, cung tỏa Tâm Ngọc lại trở thành lời nguyền hôn nhân của cặp đôi chính Bác A Ca Giận Tự, Phùng Thiệu Phong, Tình Xuyên, Dương Mịch và cả Niên Tố Ngôn, Đồng Lệ Á. Dương Mịch không phải là người lên xe hoa sớm nhất trong bộ ba, song cô nàng lại là người trở về cuộc sống độc thân nhanh nhất. Năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn sau 2 năm yêu nhau, với trái ngọt là bé Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên, tới năm 2018, cả hai quyết định đi tới ly hôn do cả Dương Mịch lẫn Lưu Khải Uy quá bận rộn, không thể dành thời gian chăm lo cho gia đình. Công việc cũng khiến cho cặp đôi trở nên xa cách nhau hơn. Tình cảm phai nhạt khiến cho cả hai đành phải đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm 6 năm của mình, chứ không hề có bất cứ một cuộc cãi nhau tranh chấp nào. Dương Mịch vẫn quay cuồng với công việc, cô vẫn luôn là cái tên đình đám hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cũng vào năm 2018, trong khi người đồng nghiệp Dương Mịch vừa trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, thì Bác A Ca Giận Tự, Phùng Thiệu Phong lại mang tin vui đến cho cộng đồng mạng. Đó chính là tin anh và Triệu Lệ Dĩnh kết hôn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nên duyên sau khi hợp tác trong vài dự án phim ảnh. Khi đó, dù có nhiều tin đồn cặp đôi hẹn hò, nhưng phải đợi đến ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi mới xác nhận đã đăng ký kết hôn. Sau đó nửa năm, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu quý tử. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, cặp đôi Minh Lan Truyện đã khiến cho người hâm mộ phải bàng hoàng khi thông báo ly hôn vô cùng đường đột. Cũng giống như Dương Mịch, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong phải đi tới hồi kết do lịch trình công việc của cả hai bên dày đặc, tình cảm vì thế càng trở nên nhạt nhòa. Tuy nhiên, từ nay về sau, cậu con trai nhỏ tưởng tượng vẫn sẽ do cả hai vợ chồng nuôi nấng và chăm sóc. Khi nhìn lại cuộc hôn nhân này, người ta thấy rất nhiều chữ không, không một đám cưới, không cả nhẫn cưới và cuối cùng không có một kết thúc có hậu. Nhờ nhan sắc và tài năng của mình, mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á cũng nổi lên nhanh chóng sau thành công của cung tỏa Tâm Ngọc. Trong năm 2014, giới showbiz không chỉ đón nhận tin kết hôn của Dương Mịch mà còn cả của Đồng Lệ Á. Cô cùng vị hôn phu của mình năm đó là Trần Tư Thành đã tổ chức một lễ cưới tại Tahiti sau 2 năm yêu nhau. Khá hơn Dương Mịch một chút, cuộc hôn nhân của Đồng Lệ Á kéo dài tới năm 2021 mới kết thúc, với nguyên nhân xuất phát từ việc tài tử sinh năm 1978 bị phanh phui cặp kè với cô gái trẻ bí ẩn lúc vợ đang mang bầu con trai đầu lòng. Song Đồng Lệ Á vẫn bao dung bỏ qua cho Trần Tư Thành. Ngựa quen đường cũ, nam diễn viên vẫn tiếp tục thói trăng hoa của mình, khiến cho ai nấy đều cảm thương cho Đồng Lệ Á. Cung tỏa Tâm Ngọc lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh. Lạc Tình Xuyên, Dương Mịch là một cô gái sống ở thế kỷ 21, tình cờ bị thu hút bởi một cuốn mỹ nhân đồ mà xuyên không về năm Khang Hy thứ 47. Tại đây, Tình Xuyên đã gặp gỡ và rơi vào tam giác tình yêu với Tứ A Ca Giận Chân, Hà Thịnh Minh và Bác A Ca Giận Tự, Phùng Thiệu Phong. Giờ đây, ngoài Hà Thịnh Minh, ai nấy đều gặp trắc trở chuyện cưới sinh dù sự nghiệp ổn định, thậm chí lên hương sau 10 năm.